28, 28 tháng 9, chị Trúc và chị Kiều, chị Trúc chợ Phú Lâm á, có cho một xe 2,5 tấn rau củ quả các loại để chia sẻ yêu thương cho bà con, ủng hộ cho bà con trong mùa dịch. Cảm ơn gia đình chị Trúc và chị Kiều chợ Phú Lâm, chị Kiều bán Bình Điền, đã chia sẻ yêu thương cho bà con trong vùng dịch 2,5 tấn rau. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe, mua mai bán đất. Phú Lâm á, ai ủng hộ và ủng hộ cho chị Trúc nha. Chị Trúc suốt một mùa nay là ủng hộ nhiều dữ lắm, trong mười mấy tấn rồi. Bà con nhớ ủng hộ cho chị mua mai bán đất. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn, thành thật biết ơn gia đình chị Trúc và chị Kiều. Ngày 29 tháng 9 là 7:30 tối, chúc cho sơ đồ 4 tấn rau củ quả. Há qua đây chích ngừa, làm không có nổi, dán chạy không à. Trời ơi, tôi đẹp, quá trời, em ai, không em ai. Chúc khen cho phụ. Đó là dán ngừa. Yêu thương cho bà con trong vùng dịch. Chắc này cho mấy tấn đồ, 4 tấn. Ngày 29 tháng 9, chúc chị Kiều, chúc bán chợ Phú Lâm, Kiều bán chợ Bình Điền, cho 4 tấn, 4 tấn rau củ quả. Chắc này 7:30 tối rồi. Đồ mới vô giá này nè. Rau củ quả nè, chích chanh nè, rau muống, các loại bắp đậu que, ớt chanh, đậu đủ thứ các loại ra là 4 tấn. Cảm ơn gia đình chị Trúc đã chia sẻ yêu thương cho bà con nghèo, thành thật biết ơn. Quý bà con nào có đi chợ Phú Lâm mua ủng hộ chị Trúc đi. Chúc chị Trúc, gia đình chị Trúc mua mai bán. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, chị Trinh hỗ trợ cho bà con hẻm 165 Văn Thương là 37 hộ, gồm 37 phần gạo, phần 5 kg, với lại nước tương trứng hả chị? Nước tương trứng là còn nhiêu đó đó. Nước tương trứng là củ quả của thầy Quảng Trắng, quận 6, hỗ trợ cho bà con hẻm 165 Văn Thương. 37 hộ luôn mà. Dạ, rồi cảm ơn chị Trinh nha. Rồi, anh đi đâu. Dạ. Tháng 9. Gì con? Tháng 9. Dạ, nói lẹ lẹ. Chị Trúc giấc này 7 mấy rồi. Chị Trúc cho 4 tấn đồ rau nè, củ quả các loại, đậu que, ớt. Bắp nè, rau củ quả nè, mới xuống thất thời. Anh dạ. Ừ. Chúc với chị Kiều 4 tấn đồ để chia sẻ bà con trong vụ dịch. Nãy giờ nó xuống cả xe không ra. Đầu xuống tới, cảm ơn chị Kiều, chúc chị sẽ yêu thương giám vụ các năm ủng hộ từ thiện. Cảm ơn chị Trúc, chị Kiều, chị Trúc bánh chợ Phú Lâm, Kiều quán Bình Điền, đa thà công đức. A Di Đà Phật đang tập trung để làm phân chia đây. Mô Phật. A Di Đà Phật. Chị Trúc ơi, hiện tại bây giờ là em đang chia cho tổng cộng là 3 khu chung cư của Lý Chi Hoàng, đó là khu A và khu B và khu C đang bị bùng dịch. Thì bây giờ mỗi một hộ vậy là 62 hộ
thì hiện tại giờ là đang đi của khu A trước đó, rồi tới khu này là chuẩn bị đi tới khu B. A Di Đà Phật. Giờ đang cả nhà đang tập trung vô rau củ quả để đi phân phát cho ba khu chung cư của đường Lý Chư Hoàng đang bị bùng dịch nha Di Đà Phật. Đây, bà con nói sớm đang tập trung với Trinh để ủng hộ chia sẻ cho bà con mình. Ai Di Đà Phật, mô Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em chia sẻ cho rau củ quả ở vùng Trung Sơn nha chị Trúc. Rồi cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc rất là nhiều. Ai Di Đà Phật, mô Phật. Ai Di Đà Phật, chị Trúc ơi. Đây, đồ xuống tới nha, hết rồi nha chị Trúc. Viên lối sớm xuống phụ, cảm ơn gia đình chị Trúc nhiều lắm, phát tâm ủng hộ từ mùa đầu dịch tới giờ đó nghe bà con. Đây, dạ dạ như đây. Đây, còn bên đây là đường rau. Đậu que. Đậu que. Rau cải. Rau cải. Đây dần rau. Ớt. Đây, trong nhà luôn. Đớp đi ra. Rồi. Đớp. Bên đây, rau bắp chuối. Rồi Ai Di Đà Phật, cảm tạ công đức của chị Trúc nhiều lắm nha. Mô Phật. Ai Di Đà Phật. Chị Trúc ơi, đồ của chị đã xuống hết rồi nghe chị. Cũng quản luôn. Đây, để chia cho mấy quận. Hiện tại giờ em đang kêu mấy quận vô á. Đây dạ. Đây đây, rau cải. Ai Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2021. Em cảm niệm công đức của chị Trúc nghe. Giờ này 6:30 rồi, còn vô xe đồ để chia sẻ cho, yêu thương cho bà con mình nha. Ai Di Đà Phật, mô Phật.